Cái này là những cái biệt danh này là do cộng đồng bình chọn nhá. Mà Sắc Liên được gọi là bà ngoại U60, Angel Sắc, tức là Sắc Thiên Thần, Sắc Cộng Đồng. Sắc nhưng mà văn. Có một cái nữa là bà ngoại phá giá thị trường. Chị mà đã thích nha. Trên phá giá. Thì là không thoát khỏi tay chị đâu. Điều nào mà Sắc Liên bỏ mối là thế, cứ thấy cứ gai. Cái đấy thì tôi không đồng ý với cái từ phá giá, bởi vì khi chúng ta đầu tư vào con người và đặc biệt là khi đúng với cái tiêu chí của mình thì thực sự là ở đây tôi không có đối thủ luôn. Sắc Việt thì được gọi là Mr. Wonderful, tức là khi mà tất cả các Sắc quay lưng thì một mình Sắc ở lại. Và những cái điều nào mà cứ lặng lặng ngồi nghe nó cãi nhau là kiểu gì Sắc cũng điều. Sắc có thích cái danh hiệu đâu. Mọi người gọi tôi là gì cũng được. Cái mình mong muốn đến ở chỗ này là gì? Nhiều khi 1000 ngọn nến ấy, thắp sáng chỉ bằng 1 ngọn nến. Sông sâu thì sông tĩnh lặng, mà lúa chín thì lúa cúi đầu. Không quan trọng mọi người đánh giá mình như nào, quan trọng là mình đóng góp được cho xã hội như thế nào. Ví dụ như là cái bạn tối nay ăn gì bị mọi người ném đá nhiều quá. Tôi thì người miền Bắc nhưng mà tính tôi thì lại hơi bị miền Tây Nam Bộ, cái tính cách của Lục Vân Tiên. Đừng có nói là chuyện gì bất bình ở đây nhé, đây chả có gì bất bình cả. Bất bình ở chỗ là nhiều khi mình ném đá mình phải chừa cho người ta một lối đi. Cái thứ hai là thử Hồ Vương cũng thế. Nhiều khi một cái lời động viên của mình đúng lúc thì cũng là một cái hỗ trợ, không phải là tiền. Còn Sắc Bình có lẽ là đúng là cực kỳ nhiều nick. Là Sắc Long Mạch này, Ngáo Giá này, Ngáo Thuật Ngữ High Tech này, Sắc Tri Kỷ, Sắc Sắc có bí quyết nữa, Sắc bí quyết. Long Mạch đấy, Sắc ké nữa. Sắc ké. Mà Sắc là có bí quyết để đóng túi. Rồi là còn thêm một cái nữa là Dũng Sĩ Diệt Startup nữa. Trong khi cả nước đang khuyến khích startup, phong trào khởi nghiệp thì rất là bàn lùi. Vâng, thì tôi nghĩ là tôi thích nhất đó là Sắc Tri Kỷ. Không, nhưng mà thông thường Tri Kỷ là chỉ chọn một số thôi, bây giờ có Sắc Bình có thêm mấy chục Tri Kỷ, không biết là Tri Kỷ mấy trăm chứ chục là còn ít đấy. Vì sao mà tôi thích cái biệt danh đấy, bởi vì là cũng triết lý đầu tư của tôi. Tôi cũng đã từng là lứa startup công nghệ đầu tiên Việt Nam năm 2001. Tôi nghĩ là khó khăn và thiếu thốn lớn nhất mình rút ra trong quá trình startup là đó là startup là luôn cô đơn, luôn tức là không biết đi đâu, làm gì, như thế nào, làm sao để tránh thất bại, vân vân. Startup nó giống như là chạy đua, rất nhiều người cùng chạy đua từ một điểm xuất phát đến cùng một vạch đích. Nhưng mà người startup thành công nhất đó là startup biết con đường ngắn nhất. Đã. Tức là sẽ có người chỉ cho startup đó con đường ngắn nhất. Chứ còn đại đa số khi mà phát súng báo hiệu bắt đầu ấy thì như tổ kiến vỡ tổ, mỗi một startup chạy một con đường. Đại đa số startup là sẽ chết trước khi đến được vạch đích. Không chờ đến ngày cách mạng thành công. Tri kỷ ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là cái người phản biện, thậm chí bàn lùi cũng là một kiểu tri kỷ nhá. Có thể nói được cho mình cả những lời tán dương lẫn cả những lời cay đắng. Miễn là làm sao để cho mình tốt hơn, mình tiết kiệm hơn, mình đỡ đổ máu hơn. Vâng. Thế còn Sắc Dũng thì tất cả thời gian của anh, cuộc đời của anh là dành lội cho bùn. Startup. Sắc lội bùn. Sắc lội bùn. Lội bùn cùng startup, nếm bùn cùng startup. Quả thực là trong tất cả các Sắc thì có lẽ là cái danh hiệu mà dành cả cuộc đời cho startup là Sắc Dũng là rất là xứng đáng. Vì Sắc Dũng đúng thực tế là Sắc chả làm gì cả, mà Sắc chỉ ngồi xúi thằng khác làm thôi. Đúng không? Chứ còn tất cả chúng tôi đây đều có doanh nghiệp riêng, đều phải trực tiếp điều hành hoặc là sắn tay vào làm. Đấy thì cho nên là Sắc Hưng thấy không? Tôi dành 12 năm để làm một việc duy nhất, đấy là bạn của startup, đồng hành cùng startup và chỉ đi đầu tư mà còn làm chưa xong. Mà trong khi đấy startup một lúc làm rất nhiều thứ thì phải xem lại. Thế còn Sắc Hưng? Còn Sắc Hưng thì em có nhân danh gì? Một cái công cụ gọi như là đo thì em thấy được là trên mạng xã hội đang nói về Sắc Hưng là bách khoa toàn thư. Tôi là người gần Sắc Hưng nhất. Thực ra là tôi cũng hơi ngạc nhiên là Sắc Hưng là bất kể trong cái gì cũng biết, bật nhạc lên là bạn nhảy ngay. Và đúng là bách khoa toàn thư thật. Đấy. Dạ vâng, cảm ơn, chắc là vì là ngày xưa học bách khoa.